những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ lâu ngày không được gần gũi đang rất khao khát và thiếu hơi đàn ông. Các bạn thân mến, đàn bà lâu ngày không gần gũi thì thường có ham muốn tình dục rất cao và luôn mong muốn được giải tỏa. Tuy nhiên, nữ giới thì hiếm khi đề nghị những chuyện tế nhị này trực tiếp lên nam giới. Thay vào đó, phái nữ thường biểu hiện qua những hành động, qua những lời nói và qua một số thói quen, và để nhận biết rằng đối phương của mình đã không ân ái trong một quãng thời gian dài và chủ động trong việc giải tỏa những ham muốn của người bạn tình, thì nam giới các anh hoàn toàn có thể dựa vào những dấu hiệu sau đây. Trên thực tế thì nam giới có nhu cầu và có ham muốn tình dục cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ít hơn chứ không phải là không có. Và nếu như chị em phụ nữ không được giải tỏa lâu ngày, thì những ham muốn ở chị em cũng có thể dâng lên một cách tột độ. Khác với cánh mày râu thì phái nữ họ khá ngại ngùng khi đề cập đến chuyện giường chiếu. Do đó, nếu như có ham muốn thì nữ giới họ cũng ngại ngùng. Và nếu như các anh bắt gặp và có thể bắt bài đúng những dấu hiệu này mà giúp cho chị em phụ nữ giải tỏa, thì tôi nghĩ rằng tình yêu của các chị dành cho các anh có lẽ cũng sẽ lên đến đỉnh điểm. Nhận biết chị em phụ nữ lâu ngày không ân ái giúp các anh xác định được nhu cầu và chủ động trong việc giải tỏa cho chị em, đồng thời xác định được mức độ chung thủy của người bạn đời sau những năm tháng xa cách, phải không nào? Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng điểm mặt những dấu hiệu ngay sau đây. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ ánh mắt. Và đôi mắt chứa đầy sự mời gọi, sự khêu gợi chính là một đôi mắt của chị em phụ nữ lâu ngày không được gần gũi đàn ông. Đôi mắt chính là nơi để mọi suy nghĩ và tâm tư của bất cứ ai trong chúng ta được thể hiện ra bên ngoài. Kể cả việc người phụ nữ đang thèm khát chuyện ấy cũng như vậy, tâm tư này cũng được thể hiện qua ánh mắt. Nếu như người phụ nữ lúc bình thường, đôi mắt của họ thường tĩnh lặng và dịu êm, thì cho đến khi chị em phụ nữ đang rất cần hơi đàn ông, thì đương nhiên ánh mắt sẽ khác. Một ánh mắt với lửa tình nồng cháy và đôi đồng tử giãn to, bạn sẽ thấy trong ánh mắt của cô ấy chứa đầy dục vọng và sự thèm khát khi nhìn thấy bạn. Và một điều thú vị là đây cũng chính là ánh mắt mà một người đàn ông đang ham muốn lâu ngày không được đáp ứng cũng thể hiện. Chính vì vậy, các anh hãy chú ý, nếu như ánh mắt của các anh khi lâu ngày không được quan hệ như thế nào, thì chị em phụ nữ họ cũng có ánh mắt tương tự như thế, một ánh mắt khao khát. Khi vô tình nhìn thấy bạn, nàng có thể nheo mắt hoặc rướn nhẹ lông mày. Đây chính là những biểu hiện cho thấy nữ giới đang có ham muốn cao do không được giải tỏa lâu ngày. Hơn nữa, để kích thích bạn tình, một số phụ nữ họ còn có một số hành động như là nhìn chằm chằm vào mắt của bạn khi hai người đang kề nhau. Lúc này chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, bạn có thể thấy rõ bạn gái, vợ hay bạn tình của mình đang thực sự khao khát đến mức độ nào. Qua ánh mắt thì sau đó sẽ đến những hành động rất gần gũi và thân mật. Một trong những dấu hiệu thường gặp nhất của nữ giới lâu ngày không quan hệ đó chính là những hành động thân mật, gần gũi và thích đụng chạm. Khi mà nhu cầu ham muốn đang tăng lên cao, thì phái nữ họ thường xuyên có những hành động như là ôm, hôn, cắn nhẹ vào tai, chạm tay vào những vị trí nhạy cảm có khả năng kích thích ham muốn của đàn ông như là tai, cổ, ngực và vùng eo. Những hành động thân mật và gần gũi chính là chất xúc tác khơi gợi ham muốn ở nam giới. Khác với phái mạnh, phái nữ họ rất ngại ngùng và e dè khi đề nghị thẳng thừng chuyện gần gũi yêu đương này. Vì vậy, khi nhận thấy vợ hoặc là bạn gái đang có những hành động này, thì bạn nên chủ động giúp nàng đáp ứng và giải tỏa những ham muốn của cô ấy nhé. Một người phụ nữ có những lời nói nhẹ nhàng và ngọt ngào cũng có thể cho thấy cô ấy đang rất muốn bạn gần cô ấy hơn nữa. Thực tế cho thấy người phụ nữ nhịn quan hệ lâu ngày thường có những lời nói ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn bình thường. Những lời nói có cánh không chỉ là phương tiện truyền đi tình cảm, mà còn là dấu hiệu ngầm cho thấy nữ giới đang rất ham muốn và rất cần bạn. Khi nói về những lời có cánh, nàng thường hướng ánh mắt về khuôn mặt của bạn, kèm những hành động thân mật như ôm hôn, chạm vào hông, đùi hoặc ngực như chúng tôi vừa đề cập. Bên cạnh đó, một số nữ giới cũng không ngần ngại đề cập đến chuyện giường chiếu nếu như trong không gian riêng tư chỉ có hai người. Một người phụ nữ khi thấy chồng hay bạn trai đến mà diện những trang phục hở hang quyến rũ cũng là một cách cho thấy chị em đang rất khao khát. Người phụ nữ lâu ngày không quan hệ thường có xu hướng diện những bộ trang phục ôm sát và mỏng nhằm tôn lên vóc dáng và để lộ những vị trí quyến rũ trên cơ thể mình như vai, vùng cổ, ngực
bụng và đùi. Việc ăn mặc gợi cảm và sexy giúp cho nữ giới thu hút ánh nhìn và kích thích sự ham muốn của cánh mày râu. Bên cạnh đó, nữ giới đang có ham muốn còn sử dụng nhiều những loại nước hoa để tăng thêm sự hấp dẫn và trở nên quyến rũ hơn trong mắt bạn tình. Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng não bộ của phái mạnh dễ bị kích thích và hưng phấn hơn khi ngửi thấy mùi thơm từ nước hoa hay tinh dầu. Biết được điều này, rất nhiều chị em phụ nữ không chỉ đánh vào ánh nhìn, đánh vào thị giác của người đàn ông đâu, mà khứu giác hay xúc giác chị em cũng tận dụng rất tối đa. Những người phụ nữ cắn môi, hơi thở gấp gáp cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy chị em đang rất khao khát các anh. Khi mà ham muốn dâng cao lên tột độ thì nữ giới thường có thói quen cắn môi và hơi thở trở nên vội vàng, gấp gáp hơn. Đây là một nghiên cứu khoa học. Họ cho thấy rằng khi nhu cầu ân ái thì nhịp tim và huyết áp sẽ có xu hướng tăng lên đáng kể. Hơn thế nữa, khi mà ham muốn tình dục lên cao, tuyến thượng thận tăng hoạt động, bài tiết ra hormone adrenaline, một loại hormone có khả năng khiến cho tim đập nhanh hơn, cơ thể hồi hộp hơn, nhịp thở gấp và mặt đỏ bừng. Ngoài ra, một số nữ giới còn có thói quen liếm môi để thu hút ánh nhìn của nam giới. Chiếc bờ môi căng mọng cùng với ánh mắt khao khát và những va chạm vật lý đầy những sự gợi cảm và nhục dục như vậy, nam giới rất dễ bị kích thích và sẽ nhanh chóng nhập cuộc. Các anh thấy có đúng không? Các bạn thân mến, vừa rồi là những dấu hiệu mà nhìn các anh có thể bắt bài ngay trong vòng 5 giây người phụ nữ này lâu ngày có quan hệ hay không. Thế nhưng bên cạnh đó, những dấu hiệu về tính cách, về thói quen cũng là một điểm nữa chúng ta cần chú ý. Những người phụ nữ mà có thói quen thích xem phim người lớn cũng là một trong những dấu hiệu mà có thể nhận biết được rằng người phụ nữ này đang rất khao khát và lâu ngày không được người đàn ông gần gũi. Xem phim người lớn là thói quen phổ biến ở nam giới hơn. Nam giới thường xem phim khi có nhu cầu nhưng không được đáp ứng. Thế nhưng chị em phụ nữ thì không giống như vậy. Nữ giới họ hiếm khi dành thời gian cho thói quen này. Tuy nhiên, khi không được giải tỏa trong một quãng thời gian dài, ham muốn bị dồn nén quá mức thì phụ nữ cũng có thể xem phim người lớn để có thể giải tỏa. Với những bạn gái mạnh bạo, nàng có thể đề nghị bạn trai hay người đàn ông của mình cùng xem phim và liên tục chạm vào những vị trí nhạy cảm để kích thích ham muốn và hứng thú của người đàn ông. Thì đây thực sự là một dấu hiệu người phụ nữ này họ đang rất cần bạn ân ái với cô ấy, họ đang khao khát bạn quá rồi. Những người phụ nữ có tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt cũng là một đặc điểm cho thấy chị em lâu ngày không được giải tỏa. Những hormone như endorphin, oxytocin và các chất dẫn truyền thần kinh được bài tiết khi hoạt động tình dục có khả năng tạo cảm giác gắn kết giữa hai người, giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện tình trạng mệt mỏi và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, việc quan hệ tình dục đều đặn còn giúp nữ giới lạc quan, yêu đời và sáng tạo hơn trong công việc. Và đương nhiên điều ngược lại, nếu như chị em lâu ngày không được quan hệ thì sẽ khiến cho bản thân rất uể oải, dễ mệt mỏi, tâm tính thất thường và dễ cáu gắt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lượng hormone và các chất dẫn truyền thần kinh trong não thấp. Hơn nữa, ham muốn không được giải tỏa cũng khiến cho chị em phụ nữ rơi vào trạng thái bứt rứt, khó chịu và dễ gắt gỏng hơn. Và nếu như bạn nhận thấy rằng người phụ nữ của mình đang có những dấu hiệu như thế này thì hãy đưa chị em đi giải tỏa ngay lập tức nhé. Một người phụ nữ lâu ngày không ngửi hơi đàn ông khi vào nhập cuộc sẽ gấp gáp và vụng về hơn trong màn dạo đầu. Vụng về và gấp gáp trong màn dạo đầu không chỉ là biểu hiện ở nữ giới mà còn là một trong những cách nhận biết đàn bà phụ nữ lâu ngày không quan hệ. Không quan hệ trong thời gian dài dễ khiến cho nữ giới họ giảm đi kỹ năng dừng chiếu. Chính vì vậy khi bắt đầu thì nàng thường khá vồ vập và vụng về. Thực tế thì chị em phụ nữ luôn là người điều chỉnh lại tốc độ cuộc yêu khi mà nam giới quá gấp gáp. Chính vì vậy khi mà nàng thực hiện màn dạo đầu một cách vồ vập thì bạn nên hiểu rằng đối phương đang có ham muốn rất mãnh liệt và mong muốn nhanh chóng được giải tỏa. Dấu hiệu thứ 9 của chị em phụ nữ đó chính là cô bé trở nên nhạy cảm hơn. Cô bé có xu hướng nhạy cảm hơn khi nữ giới không được giải tỏa những ham muốn tình dục trong một quãng thời gian dài. Chính vì vậy, khi mà chạm tay vào vùng kín, bạn có thể nhận thấy cô bé ẩm ướt và nhạy cảm hơn, mặc dù trước đó bạn chưa hề thực hiện các hành động kích thích nào. Một số nghiên cứu khoa học họ cũng cho thấy rằng
Cô bé có xu hướng tiết nhiều dịch nhờn và dễ lên đỉnh hơn sau một quãng thời gian dài không được gần gũi. Trong khi đó, phụ nữ quan hệ với tần suất thường xuyên rất khó để có thể lên đỉnh, và đương nhiên cô bé cũng mất nhiều thời gian để có thể tiết đủ lượng dịch nhờn cần thiết cho việc nhập cuộc này. Dấu hiệu thứ 10, chị em phụ nữ cũng đang rất khao khát đàn ông lâu ngày không được quan hệ, đó chính là chị em phụ nữ dễ lên đỉnh hơn. Lên đỉnh hay cực khoái là trạng thái sung sướng và thỏa mãn tột độ khi quan hệ tình dục. Khi lên đỉnh thì nam giới có xu hướng phóng tinh vào âm đạo, tim đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Còn chị em phụ nữ khi lên đỉnh thì thường có những biểu hiện như hơi thở gấp gáp, rên rỉ và âm đạo có thắt mạnh. Sự thật là nữ giới không hoàn toàn lên đỉnh trong tất cả các cuộc yêu như nam giới đâu. Chính vì vậy sau khi ân ái, nam giới thường dễ buồn ngủ bởi vì ham muốn của mình đã được giải tỏa. Nhưng ngược lại, chị em phụ nữ có thể chỉ quan hệ để đáp ứng nhu cầu cho người bạn đời thôi chứ cũng chưa lên được đỉnh. Thế nhưng ngược lại, những chị em phụ nữ lâu ngày không quan hệ thì hầu hết sẽ lên được đỉnh khi được giải tỏa. Và theo các chuyên gia, ham muốn dồn nén quá mức khiến cho nữ giới chỉ tập trung những cuộc yêu, không bị phân tán và hướng những suy nghĩ của mình về những vấn đề khác. Hơn nữa, ham muốn dâng cao tột độ còn kích thích tim đập nhanh, huyết áp tăng, âm đạo co thắt mạnh và tạo ra cảm giác sảng khoái cực độ cho chị em. Thế nên chị em phụ nữ dễ lên đỉnh hơn. Dấu hiệu thứ 11, đó chính là sau khi ân ái, người phụ nữ sẽ nhìn bạn âu yếm và tăng tình yêu với người đàn ông hơn. Khi được giải tỏa thì chị em thường nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt ân ái và dịu dàng. Lý giải cho hành động này là do khi lên đỉnh thì cơ thể đã được giải phóng một loạt các hormone như là oxytocin, endorphin, prolactin cùng với một số các chất dẫn truyền thần kinh khác khiến cho phụ nữ cảm thấy hưng phấn và êm ái hơn. Các hormone và chất dẫn truyền này tạo cảm giác yêu thương, tăng mức độ gắn kết trong mối quan hệ, giảm căng thẳng mệt mỏi, khiến cho nữ giới có những hành động, những lời nói rất nhẹ nhàng và ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Sau khi được giải tỏa những ham muốn dồn nén, chị em sẽ nhanh chóng nép vào người đàn ông và ngủ thiếp đi chỉ trong chốc lát. Ngoài những dấu hiệu trên thì người đàn bà, chị em phụ nữ lâu ngày không quan hệ còn được biểu hiện qua một số những biểu hiện nho nhỏ khác như là da sạm, xỉn màu, kém đàn hồi, ngực mềm hơn, kém săn chắc hay là thiếu tập trung trong công việc, trong cuộc sống. Da sạm, da xỉn màu là một trong những dấu hiệu các anh có thể dễ dàng nhận thấy. Khi mà quan hệ thì quá trình tuần hoàn máu được thúc đẩy mạnh, mạch máu giãn và hoạt động tưới máu lên da cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, một người phụ nữ mà quan hệ với tần suất đều đặn thường có làn da hồng hào, mịn màng và đàn hồi hơn. Ngược lại, những chị em mà bị bỏ đói lâu ngày thì da thường xỉn màu, kém đàn hồi, dễ hình thành các nếp nhăn, thiếu nước và khô ráp. Bầu ngực trở nên mềm và kém săn chắc là do buồng trứng và tuyến thượng thận không còn sản xuất được nhiều những hormone trong khi quan hệ tình dục nữa. Nồng độ estrogen trong cơ thể cao giúp nữ giới duy trì làn da mịn màng, mái tóc óng mượt và bầu ngực săn chắc. Cũng chính vì vậy, nếu như lâu ngày không được ân ái thì bầu ngực của chị em có xu hướng mềm và kém săn chắc. Cùng với sự cáu gắt, sự thiếu tập trung cũng là một điều chị em phụ nữ hay gặp phải nếu như không được ân ái lâu ngày. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do nồng độ hormone endorphin và các chất dẫn truyền thần kinh suy giảm, làm tăng áp lực lên não bộ và hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, tâm trạng bứt rứt và thường xuyên nghĩ đến chuyện yêu cũng có thể là nguyên nhân khiến cho nữ giới khó tập trung khi làm việc. Và các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn 11 dấu hiệu có thể là cụ thể và chính xác nhất cho thấy chị em phụ nữ lâu ngày không quan hệ. Phụ nữ lâu ngày không quan hệ có những dấu hiệu kín đáo, mà nếu như người đàn ông bắt bài chuẩn thì bạn sẽ yêu cô ấy đúng thời điểm để nàng được thăng hoa một cách sung sướng. Phụ nữ sau một quãng thời gian dài không được làm tình cũng giống như đàn ông, rất khao khát chuyện yêu đương hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chị em lại không thể hiện ra bên ngoài sự thèm khát một cách quá lộ liễu. Thay vào đó, chị em phụ nữ lại thông qua những biểu hiện thể hiện sự khao khát của mình. Có thể là ánh mắt, bờ môi, cử chỉ, lời nói, tính cách hay thói quen. Và hy vọng rằng với việc chia sẻ những dấu hiệu này thì các anh đã có thể bắt sóng người phụ nữ của mình tốt hơn, để có thể đáp ứng những nhu cầu của nhau để mang đến cuộc sống hạnh phúc và thăng hoa hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng
của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.